Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Ngay sau khi đến thủ đô Paris, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm thành phố Montreal cách trung tâm Paris khoảng 15 km về phía đông bắc. Thị trưởng thành phố Montreal, ông Patrick Musa bày tỏ niềm vinh hạnh lớn của nhân dân thành phố được tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt tại công viên này. Thị trưởng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc Việt Nam, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân thành phố Mông người là gương mặt tiêu biểu chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, người đã làm thay đổi đất nước các bạn và để lại dấu ấn sâu đậm trên trường quốc tế. Mông là thành phố chống chủ nghĩa thực dân đoàn kết với phong trào công nhân quốc tế, một trong những thành phố đầu tiên đã ủng hộ giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây, nhiều người dân đã đứng lên đấu tranh ủng hộ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Bởi vậy, Ngài đến đây như đang ở chính ngôi nhà của mình. Thị trưởng Magic Bansa nói với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, dù vừa trải qua một chuyến bay khá dài, nhưng tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động được đến nơi đây, tại công viên Mông Triêu, địa danh quen thuộc và gần gũi, nơi có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, có không gian Hồ Chí Minh và được gặp những người bạn Pháp của Việt Nam tại thành phố Mông Triêu trong một không khí hết sức thân thiết và gần gũi. Tổng bí thư nhấn mạnh, năm nay, Việt Nam và Pháp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước đã được khởi nguồn và lớn mạnh từ rất lâu. Người Việt Nam tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với nhân dân Mông Triều gây dựng nên mối quan hệ bền chặt này. Vì vậy, thành phố Mông Triều và địa điểm này mãi mãi là biểu tượng tiêu biểu cho tình hữu nghị giữa nhân dân Pháp và nhân dân Việt Nam. Tại công viên Mông Triều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thị trưởng Patrick Bansat đã trồng cây lưu niệm, cây đào biểu trưng cho sự phát triển trường tồn của quan hệ Việt Nam-Pháp. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ngài thị trưởng Patrick Bansat đã tham quan bảo tàng lịch sử, sống và không gian Hồ Chí Minh. Ghi lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động viết Không gian Hồ Chí Minh tại Mông Triều một biểu tượng của quan hệ Việt Pháp, không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ vật và hình ảnh sống động về một giai đoạn lịch sử quan trọng, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp mà còn là nơi ghi dấu ấn truyền thống quan hệ giữa nhân dân hai nước. Tôi rất xúc động thăm lại nơi đây và chân thành cảm ơn chính phủ, nhân dân thành phố Montreuil, cán bộ, nhân viên bảo tàng đã gìn giữ, bảo quản những kỷ vật thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều hình ảnh kỷ vật phong phú khác về truyền thống đấu tranh của nhân dân lao động Pháp góp phần vào việc giáo dục truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết quốc tế cao cả và các thế hệ hôm nay và mai sau. Sáng 27 tháng 3 giờ địa phương, Tại cuộc gặp với các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp, Tổng bí thư khẳng định Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư doanh nghiệp Pháp phù hợp với định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam. Ông chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Việt ZI và tập đoàn Safan CFM về cung cấp 321 động cơ và các dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng cho 148 tàu bay của Vietjet Ai. Trưa 27 tháng 3 theo giờ địa phương, tại Điện Elysée, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Tổng thống Pháp. Hai nhà lãnh đạo tập trung trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm xác lập khuôn khổ định hướng và tạo động lực mới làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước. Phát biểu trước báo giới sau hội đàm, Tổng Bí thư cho biết hai bên chủ trương đưa quan hệ hợp tác kinh tế phát triển tương xứng hơn với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, nhất trí tăng mạnh thương mại hai chiều trong thời gian tới. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Pháp chứng kiến lễ ký kết một số văn bản hợp tác giữa hai bên. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp ký ý định thư hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tối 27 tháng 3 giờ địa phương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự khai trương trụ sở mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, gặp gỡ đông đảo.